Các bạn nhỏ ơi, chị có một bức tranh. Đây là cái bát dâu tây và cái cân. Ở đây hiển thị số 3, số 4 và số 7 là 347. Bây giờ chúng mình sẽ tô màu các bạn nhé. Đầu tiên tô màu ấy, chúng mình sẽ tô màu quả dâu tây trước đi. Chúng mình sẽ tô màu trên cát. Trước tiên tô màu trên cát ấy, bây giờ chúng mình cần gậy một mảng ra. Ví dụ như quả dâu tây chẳng hạn. Đấy, chúng mình vứt ra. Và chúng mình cho tất cả những quả dâu tây đều là màu đỏ nhá. Để chị quay cận cảnh các bạn xem. Đây, các bạn hãy nhớ dùng cái vật nhọn bạn gậy ra. Sau đó gắp cái phần giấy thừa ra. Và bên đây cũng thế. Ví dụ các bạn cho những quả dâu tây có quả thì chín, có quả thì xanh, có quả thì màu ương ương gần chín. Vậy là chị đã bóc được 4 quả rồi. Bây giờ chị cho quả ở dưới đây đi. Đây, chúng mình bóc ra. Đây quả đi. Trên đây một quả. Khi đã bóc xong những quả dâu tây, bây giờ chị cho những quả dâu tây chị vừa làm đó là màu đỏ. Chúng mình sẽ xúc cắt màu đỏ chúng mình cho vào đây. Đấy, chúng mình rắc hết màu đỏ như thế nhá. Và sau đó bây giờ chúng mình sẽ cầm hai tay, chúng mình cầm tờ giấy, chúng mình cuộn vào để cho cát tụm vào giữa. Và chúng mình sẽ đổ phần cắt thừa vào. Và chúng mình nhớ gõ gõ một chút xíu để cho những hạt cát rơi xuống. Vậy là những quả dâu tây chị vừa làm đã xong. Đó là màu đỏ. Bây giờ chị cho một chút xíu dâu tây màu khác vào đây. Ví dụ như có quả màu xanh chẳng hạn, hay là có quả màu cam cam, kiểu dạng gần chín ấy. Đây, chị cho một quả duy nhất nhá. Đó là màu cam. Xong. Và bây giờ ấy, đến những cái cuống ấy, màu xanh. Chị bóc hết màu xanh ra. Đây, để nhìn rõ ràng cái cuống nha. Và bây giờ chị dùng màu xanh chị cho vào đây. Khi làm tranh cát đi các bạn nhớ làm từ trên xuống dưới nha, hoặc là những mảng mình yêu thích trước cũng được. Vậy là dâu tây chị đã làm xong, ở trong đây còn hai quả ở dưới. Bây giờ chị sẽ dùng một cam đi, chị sẽ cho kéo một cam ở đây vậy. Cho hết hai quả cuối cùng một cam đi. Các bạn có thể cho màu xanh cũng được, dạng như quả dâu tây cương gần chín đi, nhưng mà thôi. Chị cho một cam, đáng ra chị phải cho ngay từ đầu cơ. Vậy là đã xong những quả dâu tây. Những quả dâu tây ở trong cái rổ hoặc là ở trong cái bát to cũng được. Bây giờ chị sẽ làm đến cái bát. Cái bát thì bây giờ chúng mình sẽ làm ở phần miệng bên trong đi, bằng cách chúng mình cũng cậy ra. Đến đây chúng mình vừa cậy chúng mình vừa giữ nhé. Thật khéo, không nào sẽ bị bung hết ra ngay. Ở bên trong cái bát đi thì bây giờ chị sẽ cho màu vàng đi. Đấy các bạn ơi, vậy là chị vừa làm xong bức tranh cái rổ dâu tây và cái cân. Ở đây chị làm điểm nhấn đó là cái rổ dâu tây, chị để cho tất cả đó là màu sáng. Những quả dâu tây đã chín là màu đỏ, có một số quả chưa chín hẳn vẫn là màu cam nhé. Và cái cuống dâu tây đó là màu xanh.
và cái cân ở dưới chị làm màu trầm hơn một chút xíu để làm điểm nhấn vào cái rổ dâu tây. Và ở đây chị để màu vàng để hiển thị số cân ở đây 347 là 347. Và có hai cái dấu chấm ở đây, một là dấu chấm xanh là đã cân và hai là dấu chấm đỏ là để xóa cái số cân đi. Vậy là chị đã làm xong bức tranh cái cân và rổ dâu tây. Các bạn xem và chấm điểm cho chị nhé. Xem tranh các chị làm có đẹp không. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video mới nhé. Bye bye.